Chào, tôi tên là Tử Vá, tôi 9 tuổi, tôi học lớp 3, trường SSIS. Tôi đến từ Tuệ Viện, tôi thích ăn phở bởi vì phở ngon mà ngọt. Phở is the Vietnamese traditional food and it comes from Hanoi. It's noodles with soup and beef. Tôi không thích ăn cà phê soda bởi vì cà phê soda đắng. Tôi thích bơi. Tôi thích Việt Nam bởi vì Việt Nam sạch sẽ và có nhiều món ăn ngon như lá phở và xoài.